Lời Chúa thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Như tiếng mẹ ru, à ơi trong những ngày con sông chiều, à ơi, à ơi như tiếng mẹ ru, à ơi như một công dân ca, à ơi như tiếng đàn chay, như tiếng đàn bầu, tình Chúa Lời Chúa thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật Phục Sinh và đang ở trong ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót mà chúng ta sẽ mừng kính trọng thể vào ngày Chủ Nhật tới 11 tháng 4. Mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi. Xin cho những người dâng hiến cho Chúa luôn giữ được niềm vui phục sinh, làm chứng nhân cho một Chúa Giêsu sống lại giữa một thế giới đang đầy rẫy đau khổ, chết chóc, nhất là đại dịch virus Corona. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 3, câu 11 đến câu 26. Công vụ Tông đồ 3, 11 đến 26. Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành, cứ níu giữ ông Phêrô và ông Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân: Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điểm này chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đức Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến. Khi người sai đấng Kitô người đã dành cho anh em là Đức Giêsu, Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà người đã loan báo tự ngàn xưa. Thật vậy, ông Môi-se đã nói: Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Tất cả những gì vị ấy nói với anh em hãy nghe. Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Samuel đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em. Khi người phán với ông Abraham, nhờ dòng dõi người
mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Hallelujah. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mây, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đu loại, nào thu vật ngoài đồng, nào chim trời ca biên, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Alleluia, alleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 35 đến câu 48. Luca 24 35 đến 48. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang bỡ ngỡ thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông thưa, đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong mùa phục sinh chúng ta sẽ được nghe bài đọc một đấy ở trong sách Công Vụ Tông Đồ, là một cuốn sách nói về lịch sử giáo hội. Cuốn sách tường thuật lại cho chúng ta thấy được sự hình thành hoạt động của giáo hội thời sơ khai sau khi Đức Giêsu chết sống lại, rồi các tông đồ bắt đầu hoạt động loan báo, rao giảng và làm chứng cho Chúa phục sinh như thế nào. Trong đó, ngày hôm qua, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật phục sinh, chúng ta nghe câu chuyện về người hành khất ngồi ở cửa đền thờ gặp ông Phêrô và ông Gioan. Đây là một người què từ khi lọt lòng mẹ. Người ta đặt anh ở bên cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để ăn xin. Vừa thấy ông Phêrô và Gioan thì anh liền xin mà hai ông nhìn thẳng vào anh mà nói rằng là: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này đây. Mấy người kia bảo: Nếu mà vàng bạc không có thì đưa kim cương cũng được. Vàng không có thì đưa kim cương, đưa kim cương có thì đưa đô la, có sao đâu. Nhưng mà hơn cả kim cương, hơn cả đô la, vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này đây, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô anh đứng dậy mà đi. Nhân danh Đức Giêsu Kitô anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh,
kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh ta trở nên cứng cáp. Anh ta đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót mà ca tụng Thiên Chúa. Ta thấy cảnh rất là đẹp, dễ thương. Một người gọi là bị khuyết tật, bị què từ bẩm sinh. Chân tay, chân nó teo lại, ngồi ăn xin. Mà bây giờ người ấy không phải là được Phêrô Gioan bố thí cho tiền vàng bạc của cải vật chất này, nhưng mà nhân danh Đức Giêsu, anh hãy trỗi dậy. Đó, cái mà tôi cho anh đó là cho anh biết về quyền năng lòng thương xót của một đấng yêu thương anh. Và tình yêu ấy thể hiện bằng việc làm, chứ không phải bằng lời nói lý thuyết suông. Và người ấy qua chúng tôi, người ấy dùng chúng tôi như là khí cụ, như là dụng cụ để thể hiện quyền năng lòng thương xót. Này, nắm lấy tay tôi, đứng dậy. Anh bật dậy, lập tức bàn chân và xương mắt cá trở nên cứng cáp. Ngay lập tức. Và dĩ nhiên, công khai trước mặt mọi người, ngay cửa đền thờ mà, mọi người đi qua đi lại, ông đi qua, bà đi lại mà. Anh ta đang bắt đầu ca bài con cá, cá sống nhờ nước, con sống nhờ lòng từ bi, đúng không bà? Đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn, từng đứng đứng đứng, người đàn hát ví dụ vậy. Ở bên xe hay là ở các nơi, có những anh mà đi vừa hát để xin lòng hảo tâm của mọi người. Người ta thấy, người ta biết anh ấy chứ, ngồi đó lâu rồi. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh trỗi dậy. Anh ta đứng phắt dậy, lập tức xương mót cá lành. Và anh ta cùng với hai ông vừa đi vừa nhảy nhót mà ca tụng Thiên Chúa, chứ không phải là ca tụng Phêrô và Gioan. Nhớ, ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Anh này, anh là mẫu cho chúng ta. Khi mình nhận được ơn của Chúa thì mình ca tụng Thiên Chúa. Anh nhảy tưng lên, vừa đi lại ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về việc mới xảy đến cho anh. Câu chuyện của ngày hôm qua dừng lại ở đây. Câu chuyện của ngày hôm nay nối tiếp. Đó là gì? Đó là khi thấy anh què vừa được chữa lành, cứ níu lấy ông Phêrô và Gioan. Toàn dân rất kinh ngạc, mới chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Solomon. Thì vì anh được hai ông này nhân danh Đức Giêsu mà cho anh được khỏi, anh mừng quá mà cứ túm lấy, túm cảm ơn, rồi. Và người ta thấy như vậy, người ta ngạc nhiên chạy ùa tới. Và chạy ùa tới như vậy thì người ta chỉ dừng lại ở Phêrô và Gioan mà không đi xa hơn, cao hơn, vươn tới hơn là chúc tụng ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa. Có thể anh què này cũng dừng lại ở đó chăng? Rồi người dân cũng dừng lại ở đó chăng? Và điều này mới quan trọng, không chừng Phêrô và Gioan cũng muốn dừng lại ở đó chăng? Ta đi làm bác ái chẳng hạn, mình biết rằng là mình làm việc bác ái là mình chỉ là người trung chuyển thôi, mình chỉ là người chuyển hàng thôi, mình chỉ là người đưa thư thôi. Còn nguồn cung cấp phải là Thiên Chúa chứ không phải mình. Nhưng mà mình dễ dừng lại ở chỗ của tôi đây này, tôi cho đây này, và anh phải cảm ơn tôi đây này, dừng lại ở đó. Cũng giống như mình dâng cúng cái gì cho nhà thờ, nhà sứ hay nhà dòng, cái chuông hay bàn thờ hay là tượng đài, bất cứ cái gì, thì mình cũng dễ dừng lại cái đó là ân nhân đây nè, chứ còn ai nữa, đúng không? Cả người nhận lẫn người cho đều dễ bị dừng lại ở đó, để cả hai đều có lợi. Người nhận thì có lợi vì mình ca tụng nó thì nó cho mình thêm.
Người cho thì có lợi, vì mình cho nó thì nó ca tụng mình. Hai bên đều có lợi hết. Nè, ai thiệt? Ai thiệt? Ông chủ, ông ấy nhà cung cấp, nhà sản xuất cứ ngồi chờ chả thấy nói năng gì cả. Còn phía dưới cái láo nháo cảm ơn nhau, sông hương nhau rối rít. Nó lấy của mình nhờ nó cầm đi, nó nhờ anh Đạt cầm đưa cho anh Cường. Vậy mà anh Đạt chẳng nói gì đến tôi, anh Cường cũng chẳng nói gì đến tôi. Cứ ông Đạt với ông Cường, ông cảm ơn, ông nhận ơn, rối ra rối rít cho nhau, sông hương nhau trên tít mây xanh. Rồi mai ông Đạt ông lại về, ông lại vô lấy mớ của tôi nữa, ông lại đưa xuống cho ông Cường. Ông Cường lại cảm ơn. Hai ông cứ sông hương rối rít với nhau. Mình dễ bị cám dỗ, dừng lại như đó. Vì khi mà hơn 10 năm loan truyền lòng Chúa thương xót, và thời gian ở giáo điểm tin mừng cũng như cho tới bây giờ, lúc nào chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại rõ ràng, công khai rằng là anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, chúng tôi chỉ là người giới thiệu mà thôi. Chúng tôi chỉ là người đưa đường dẫn lối mà thôi. Chúng tôi cùng lắm chỉ là tiếng kêu trong hoang địa mà thôi. Còn anh chị em là người đến trực tiếp với lòng Chúa thương xót. Anh chị em là người trực tiếp đến với lòng Chúa thương xót. Chúng tôi cùng lắm như cái con thỏ này, như con thỏ này thôi. Chỉ là người cũng thờ lại lòng thương xót Chúa, chỉ là được lãnh nhận ơn lòng thương xót Chúa. Và con thỏ này nó cũng đi nói cho người khác, này đến đi, này đến với lòng thương xót Chúa đi, đến với lòng thương xót Chúa đi. Chứ nó không phải là lòng thương xót Chúa. Cũng như Đức Phật chỉ tay lên mặt trăng và nói rằng là cánh ngón tay ta chỉ lên mặt trăng, thì các ngươi theo ngón tay ta mà đến với mặt trăng, ta không phải là mặt trăng. Không phải là mặt trăng. Thế nhưng đến với lòng thương xót Chúa rất nhiều lần, chúng tôi cũng cầu nguyện và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nói đi nói lại rằng là đến với lòng thương xót Chúa, chúng tôi chỉ là người giới thiệu, hướng dẫn và người cầu nguyện lòng thương xót Chúa cùng với anh chị em. Và Chúa mới là nguồn, Chúa mới là cùng đích, Chúa mới là đấng ban phát ân xuống cho anh chị em. Không những một con thỏ mà có khi cả hai con thỏ nữa. Chúa mới là người mà ban phát ơn cho anh chị em, chứ không phải chúng tôi. Cho nên là Phêrô và Phaolô, xin lỗi Gioan và Phêrô cũng nói là tại sao mà lại cứ nhìn chúng tôi chừng chừng như thử là chúng tôi là người làm ơn vậy? Không phải. Đức Giêsu Kitô đấng mà các ông đã kết án chết và treo ngài trên thập giá đã được Thiên Chúa cho sống lại, là nguồn ơn cứu độ, là đấng đầy quyền năng và dày lòng thương xót. Đấng ấy mới là người ban ân phước cho anh chị em. Còn chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế. Chính lòng tin mà anh này, cái anh này này mới được khỏi, chứ không phải là do Phêrô hay là Gioan làm phép lạ được điều đó đâu. Nếu anh ta không tin, không có chuyện gì xảy ra. Vì Chúa bảo rằng là con tin thế nào, con sẽ được như vậy. Lòng tin của con cứu chữa con. Đấy là điều mà thưa anh chị em, chúng tôi mời gọi anh chị em nhớ kỹ như vậy. Và chúng tôi nói rất nhiều lần như vậy. Chúng tôi không có phải là thầy thuốc, không phải là người làm được cái điều lạ lùng gì hết. Chúng tôi chỉ là những con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, cần lòng thương xót như anh chị em. Và chúng tôi là người mà được Chúa xót thương, được Chúa cứu chữa để trở thành chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, để trở thành người nói với anh chị em rằng hãy đến với lòng thương xót Chúa đi, vì đó là đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót. Chúng tôi đã được ơn rồi, chúng tôi đã được Chúa cứu rồi, chúng tôi đã được Chúa chữa cả bệnh xác, nhất là bệnh phần hồn rồi, thì anh chị em chạy đến
nhờ lòng tin, chính nhờ lòng tin vào danh Người mà danh Người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin Người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Ngay trước mắt tất cả anh em. Cho nên người ta đâu có đã nhận ra đâu. Khi hai môn đệ trên đường về thuật lại, Chúa đã hiện ra với mình và mình đã nhận ra Chúa như thế nào. Hai môn đệ trên đường Emmaus, bài tin mừng ngày hôm nay nói tiếp là hai môn đệ từ Emmaus trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường về việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Mỗi người khi được Chúa sờ chạm, khi được Chúa xót thương, khi được Chúa cứu vớt, khi được Chúa chữa lành, thì như là hai môn đệ Emmaus cũng phải đi về mà thuật lại. Thuật lại tức là làm chứng về những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của mình. Chúa đã cứu mình như thế nào, Chúa đã chữa mình như thế nào, Chúa đã biến đổi cuộc đời mình như thế nào. Mỗi người phải trở thành những người làm công việc đó. Trở thành những người làm công việc đó là công việc là có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ xóm mới để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Mỗi một người đang ở trong tuần Cửu Nhật, kính lòng Chúa thương xót. Mỗi người đang ở trong tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh phải là chứng nhân của niềm vui Phục Sinh, phải là chứng nhân về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chứng nhân của một Đức Kitô Phục Sinh đó là niềm vui. Niềm vui ấy phát xuất từ việc tôi cảm nhận được Chúa yêu thương tôi, Chúa xót thương tôi, Chúa cứu chữa tôi, cho nên tôi vui và tôi làm chứng về những ơn lành Chúa ban cho tôi bằng một cuộc sống vui tươi như vậy. Cảm ơn Chúa vì anh chị em bảo cái này nhìn lên trên mạng thấy Trang vui hơn rồi. Mấy người khác đến đây bảo Giê-xu Trang béo thế. Mấy người miền Bắc vô bảo Trang béo thế. Mấy người miền Nam thì bảo Trang mập thế. Mấy người mà Sài Gòn bảo Trang lên ký dữ vậy. Tạ ơn Chúa. Vì ai nghĩ rằng trong hoàn cảnh nó như thế này mà mình lại sống một cách ung dung, tự tại như thế này và vẫn có thể loan truyền được tin mừng lòng thương xót Chúa, vẫn có thể làm chứng cho mọi người biết rằng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu như thế nào, nếu mình tin thác vào Chúa thì Chúa sẽ có cách. Chúa sẽ có cách. Cách như thế nào? Mỗi người tin thế nào thì được như vậy. Lúc này Chúa cho cách này, lúc khác Chúa có cho cách khác, lúc kia Chúa có cách kia. Anh chị em khi nhìn lên bảo sao mà trên này nhiều thứ đấy. Bảo thực sự thì chúng tôi cây nhà lá vườn mà. Ra ngoài với được cái gì đưa lên cái đó thế thôi. Chứ đâu phải là một phòng thu chuyên nghiệp đâu. Đâu phải là một cái sân khấu chuyên nghiệp đâu. Đâu phải là một cái nơi mà của những người chuyên nghiệp đâu. Người quay thì cũng chẳng chuyên nghiệp, người làm cũng chẳng chuyên nghiệp, và người nói thì cũng chẳng chuyên nghiệp. Tất cả chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, vô duyên. Làm cái gì được, Chúa bảo làm cái gì thì làm cái đó. Và chúng tôi làm chứng về cái điều đó, đó. Làm chứng về cái điều là Chúa dùng những cái bất toàn, dùng những cái vô dụng, dùng những cái mà thiên hạ Phaolô bảo là khờ dại, để cho người ta thấy được quyền năng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và nhất là thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Amen. Như tiếng mẹ ru,